Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Đã bắt 15 đối tượng trong vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Ngày 28 tháng 6, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã bắt giữ 15 đối tượng liên quan vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai. Trong đó, một số người là lãnh đạo, cán bộ thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Theo Bộ Công an, các bị can phạm trong vụ án trên đã đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho đối tượng phạm tội, bị kết án phạt tù nhằm đối phó với các cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự. Sau khi triệt phá vụ án, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Trong thư, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, từng bước giải quyết vấn đề nhạy cảm, bức xúc hiện nay, thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự kiên trì, bền bỉ, nhận diện phương thức, thủ đoạn, lợi dụng chính sách pháp luật trong công tác lập hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần, góp phần ngăn ngừa, làm rõ bản chất tội phạm, xử lý đúng người, đúng tội, không làm oan sai, bỏ lọt tội phạm. Thượng tướng Lương Tam Quang biểu dương thành tích trên, song cũng yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, đề nghị truy tố trước pháp luật, tổ chức hội ý nghiệp vụ để chỉ đạo, hướng dẫn công an các địa phương nhận diện, đấu tranh với tội phạm này thời gian tới. Kiên quyết xử lý với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sự minh bạch, làm rõ sơ hở, thiếu sót trong công tác lập hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần để tham mưu chính phủ chỉ đạo các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giám định tâm thần, thư khen Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ. Toàn cảnh sai phạm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Ngày 16 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giữ hai lãnh đạo Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đóng tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, gồm bác sĩ Lê Văn Hùng, viện trưởng và bác sĩ Nguyễn Thành Công, phó viện trưởng. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai người này. Việc bắt hai cán bộ lãnh đạo của viện này liên quan đến việc cơ quan chức năng đã bắt giữ nhiều bác sĩ và điều dưỡng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam bác sĩ Bùi Thế Hùng, nguyên viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và triệu tập nhiều lãnh đạo khoa để làm việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng bắt bác sĩ Phạm Văn Thắng, bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, trưởng khoa điều trị bắt buộc nhóm nghiện chất và bác sĩ Hà Ngọc Khánh và điều dưỡng Lâm Thị Ánh Hồng thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Những người trên bị bắt giữ liên quan đến việc giám định sức khỏe bệnh nhân, một số hồ sơ kết quả giám định, điều trị những bệnh nhân liên quan đến các vụ án. Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa là đơn vị thuộc Bộ Y tế, nơi tiếp nhận, khám và điều trị cho các bệnh nhân tâm thần có nhu cầu. Đồng thời, đây cũng là cơ sở thực hiện việc giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật để phục vụ cho các hoạt động điều tra của các cơ quan tố tụng. Lúc 17 giờ 15 phút ngày 26 tháng 2, tại sườn giặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, khu vực này, bệnh viện giao công ty Ngọc Minh Châu quản lý và sử dụng theo hợp đồng. Tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan bắt quả tang đối tượng Đặng Thanh Vũ khi đang tàng trữ trái phép 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc tại xưởng giặt của Đặng Thanh Vũ, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ thêm 400 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Vũ và Đức khai nhận là nhân viên của công ty Ngọc Minh Châu có trụ sở tại Hà Nội, đang có hợp đồng giặt đồ với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Quá trình làm việc ở xưởng giặt, cả hai đã mua số ma túy này về cất giấu để sử dụng. Vụ việc nhận được sự chú ý của dư luận không chỉ về số lượng ma túy mà cơ quan công an thu giữ, mà còn là thủ đoạn giấu ma túy của các đối tượng quá tinh vi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã gửi công văn đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc bệnh viện phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện với cơ quan công an và các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật để điều tra kịp thời, xử lý nghiêm đúng người đúng tội. Báo cáo vụ việc về Bộ Y tế trước ngày 28 tháng 2. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ. Trước đó, người dùng mạng xã hội chia sẻ thông tin liên quan đến vụ tàng trữ ma túy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Nhiều thông tin chia sẻ bình luận không chính xác, chưa được kiểm chứng, gây xôn xao dư luận.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới là bệnh viện cấp 1 trực thuộc Bộ Y tế, là bệnh viện tuyến trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới là bệnh viện tuyến trung ương trực thuộc Bộ Y tế. Đây cũng là đơn vị khám và điều trị chuyên môn tuyến cao nhất tại tỉnh Quảng Bình. Trước đó, một vụ việc súng động khác cũng khiến dư luận xôn xao trong thời gian dài là việc Nguyễn Xuân Quý, ông trùm ma túy tổ chức bay lắc ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 10 bị cáo trong vụ án trên. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Xuân Quý, 39 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, tổng hợp mức án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc cũng lĩnh án tử hình về hai tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nguyễn Trung Nguyên bị phạt tổng mức án 26 năm tù về hai tội danh này. Nguyễn Công Thường bị phạt tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan vụ án, bị cáo Đỗ Thị Lưu, 53 tuổi, cựu trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 bị tuyên 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Anh Vũ, cựu kỹ thuật viên bệnh viện trên, lĩnh 7 năm tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Cựu cán bộ bệnh viện Nguyễn Minh Huệ và Bùi Thị Hạt cùng mức án 5 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai bị cáo còn lại là Lê Hoàng Hải, lĩnh 7 năm 6 tháng tù, Bùi Chí Hải 9 năm tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bản án sơ thẩm đánh giá hành vi của Nguyễn Xuân Quý và 9 bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm đến việc quản lý độc quyền chất ma túy của nhà nước. Các bị cáo đã hám lợi, ham vui, dẫn đến vi phạm pháp luật, gây mất lòng tin của người dân với ngành y. Trong vụ án, tòa xác định Nguyễn Xuân Quý là chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi. Các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm giúp sức, riêng bị cáo Ngọc là người giúp sức tích cực. Ngoài tuyên các mức án trên, hội đồng xét xử kiến nghị Công an Hà Nội tiếp tục điều tra sai phạm nếu có của một số lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tại thời điểm để xảy ra vụ án, không bỏ lọt tội phạm. Theo cáo buộc, từ năm 2018, Quý bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Trì về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, bị cáo này điều trị tại phòng tầng 2, khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tại cơ quan điều tra, Quý khai không mắc bệnh tâm thần nhưng lợi dụng việc này để trốn tránh việc chấp hành bản án. Cuối năm 2020, khi khoa phục hồi chức năng chuyển về khu nhà mới, Quý được điều trị một mình phòng bệnh tầng 2, không có bệnh nhân ở cùng. Lợi dụng sơ hở của cán bộ khoa, Quý đánh chìa khóa riêng để tự do đưa người lạ vào khoa này để mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Ngoài ra, bị cáo 38 tuổi này còn tự thiết kế phòng mình thành 3 buồng, buồng ngoài cùng để giường bệnh điều trị, buồng giữa Quý lắp đặt hệ thống loa công suất lớn, âm ly, đèn nháy, bản DJ để bay lắc. Một buồng trong cùng, Quý kê giường và các vật dụng khác để nghỉ ngơi, sinh hoạt. Sau khi cải tạo xong, Quý đã nhiều lần tổ chức các bữa tiệc sử dụng ma túy và bay lắc ở đây cho bạn bè, người thân đến thăm và một số nhân viên y tế như Vũ, Huệ, Hạt. Viện Kiểm sát Nhân dân xác định, Quý cùng đồng bọn đã tổ chức 3 bữa tiệc ma túy tại phòng này. Điển hình như tối ngày 1 tháng 2 năm 2021, Quý được Huệ mời dự tiệc sinh nhật ở phòng cán bộ, cạnh nơi điều trị của Quý. Sau đó, Quý cảm ơn bằng cách cho Huệ và bạn bè mượn phòng bay lắc để sử dụng ma túy từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Ngoài ra, Huệ, Hạt, Vũ còn lên tận phòng Quý để xin ma túy mang xuống phòng âm nhạc của khoa cùng sử dụng. Ngoài cáo buộc trên, Viện Kiểm sát Nhân dân xác định Quý thường xuyên mua bán ma túy ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tại cơ quan điều tra, Quý khai mua ma túy của một người không rõ lai lịch ở Nghệ An và được giao đến tận phòng điều trị. Nhận hàng, Quý và Ngọc chia thành các hộp, cất giấu lên trần phòng điều trị để tránh bị phát hiện. Khách mua ma túy, Quý thường đưa vào phòng riêng của bị can này để thỏa thuận về số lượng, giá cả. Đàn em đi giao hàng sẽ được Quý trả công bằng cách cho sử dụng miễn phí ma túy trong phòng điều trị. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Quý khai khi cải tạo xong buồng bệnh thì bị cáo Đỗ Thị Lưu có biết và nhắc nhở, yêu cầu ông trùm này tháo gỡ nhưng Quý không chấp hành. Hàng tháng nộp cho bác sĩ Lưu từ 6 đến 10 triệu đồng tiền buồng bệnh để người lạ và bạn bè vào buồng bệnh Quý không theo quy định của bệnh viện mà không bị nhắc nhở. Ngoài ra, Quý còn khai rằng từng bị trưởng khoa Lưu đe dọa sẽ nhận xét vào bệnh án là sức khỏe tốt để đi chấp hành án, không được điều trị tại khoa. Sau khi nhận tiền của Quý, bác sĩ Lưu đưa cho tổ công đoàn 2-3 triệu đồng mỗi tháng để nhập quỹ. Tổ trưởng công đoàn có viết chi tiết các khoản thu, nhưng sau đó bà Lưu chỉ đạo tiêu hủy hết sổ sách nên không thể nhớ được từng khoản. Trong quá trình điều tra, bị cáo Lưu khai Quý 4 lần chúc mừng khoa với tổng số tiền là 8,5 triệu đồng. Về việc Quý tự cải tạo buồng bệnh,
bị cáo Lưu có nghe cán bộ khoa phản ánh và lên nhắc nhở, nhưng Quý không thực hiện. Nguyên trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền cũng phủ nhận việc thu tiền phòng hàng tháng của Quý. Ngoài hành vi bao che cho Quý, cảnh sát xác định bà Lưu còn lợi dụng chức vụ trưởng khoa của mình để thu, nhận tiền trái phép của bệnh nhân và người nhà họ. Bị cáo Lưu còn thông qua quỹ công đoàn để chia cho mỗi cán bộ, nhân viên trong khoa trung bình 600.000 đồng mỗi tháng. Nhận tiền, bị cáo Lưu đã chia tiền cho 38 cán bộ trong khoảng 24 tháng với tổng số 384 triệu đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!